anh không phải là người giỏi ăn nói. Mặc dù đã chuẩn bị rất là nhiều, nhưng giây phút này vẫn khiến anh rất là bối rối. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã luôn bên anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh. Anh biết em và con đã chịu thiệt thòi khi anh phải không được ở nhà nhiều. Để chăm sóc em và con, nhưng anh đủ trưởng thành chăm sóc cho cả gia đình. Anh yêu em. Oh, I was loved by a woman. Một thành viên không thể thiếu và cũng là một minh chứng cho tình yêu thật lớn để cùng chào đón bé Suzy. Xin mời nào. Anh à, với những người hâm mộ và là đồng đội thì anh là trung vệ số 1 ở Việt Nam. Còn với em và Suzy, anh là người chồng và là người cha luôn che chở hết lòng yêu thương hai mẹ con. Nhưng trên tất cả, anh là người luôn quan tâm đến vợ từ những điều nhỏ nhất, để chia với vợ những công việc nhà và chăm con khi anh có thời gian ở nhà. Em yêu anh bởi tất cả những điều giản dị đó. Ngày hôm nay, trong giây phút này, em sẽ nguyện, sẽ trọn đời ở bên anh. Em yêu anh. Xin được chúc mừng trung vệ Bùi Tiến Dũng đã ghi một bàn thắng quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Giờ đây thì anh sẽ có một trung vệ khác theo kèm anh còn chặt hơn, Gentile. Và xin được chúc mừng Tiến Dũng và Khánh Linh trăm năm hạnh phúc. Kaki xin gửi lời chúc mừng hạnh phúc đám cưới đến Dũng và Linh. Chúc Dũng và Linh sẽ có một đám cưới thật vui vẻ và sống bên nhau trọn đời trăm năm hạnh phúc. Quân xin gửi một lời chúc tới bạn Linh và anh Dũng. Xin chúc hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và sẽ cầm tay nhau đi qua những cái khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời này. Xin chúc cho Tiến Dũng và Khánh Linh trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, và mỗi năm thì có một em bé nha, để mà về tương lai chúng ta có một cái đội bóng giống như là đội bóng của hiện tại vậy đó, chỉ vậy mới chịu.